Sika, đây là thông báo pháp lý sẽ được gửi đến Jagannath. Cuộc chiến đầu tiên để chống lại anh ta, cô đã sẵn sàng chưa? Được rồi Sika, tôi sẽ luôn ở bên bạn với tư cách là một luật sư. Nhưng tôi muốn nói điều này, người mà cô đang chống lại không phải là một người bình thường. Họ là gia đình Jagannath giàu có và nổi tiếng. Họ sẵn sàng làm những điều sai trái. Những người này biết rất rõ về cách vi phạm pháp luật. Những người này có thể làm bất cứ điều gì. Chắc chắn cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến này. Tính mạng của cô cũng có thể gặp nguy hiểm. Sẽ không gì ngoài khó khăn. Có khó khăn gì mà tôi chưa từng gặp qua? Tôi đã trải qua quá nhiều rồi ông. Và thậm chí tôi đã sẵn sàng. Tôi không sợ gì cả. Chuyện gì vậy ba đi? Sao phải nghĩ nhiều về Sika chứ? Đừng xem nhẹ cô ta, Aditi. Cô ta đã tới nhà của chúng ta rồi. Nếu đó là xe của ba thì làm sao đây? Nếu ba biết chuyện này, ba sẽ dừng tất cả và các hoạt động của chúng ta, cả những kỳ nghỉ. Thoải mái đi ma đi. Thì chia tay của ba tổ chức vào tối nay mà. Nhìn những chuyện tươi đẹp này đi. Em cứ căng thẳng quá thì mắt của em sẽ bị thâm đó. Em sắp trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Jagannath rồi. Hãy tập trung vào điều đó đi em. Đừng lo lắng, để anh lo đi. Chính xác, Aditi. Em sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi. Em không muốn có bất kỳ sai sót nào. Anh lo vụ của Sika đi. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Cô ta chỉ có một phương án dự phòng thôi, Madi. Đó là thanh tra này. Anh ta chết rồi thì Sika không thể làm gì được. Tin anh đi. Thoải mái đi nào Madi. Jay, cố lên. Anh cứ làm việc ngày đêm. Anh đúng là một công dân Ấn Độ điển hình. Động não đi anh. Anh nghĩ xem, ba đã đuổi Aditi và Mahuri ra khỏi nhà 3 năm trước. Nhưng hôm nay ba lại cân nhắc cô ta cho vị trí giám đốc điều hành. Đúng vậy. Sao ba lại như vậy chứ? Không chay. Đừng đổ lỗi cho ba trong chuyện này. Mahuri có một ngôi sao hy vọng. Đó chính là Anna. Trái tim của ba chắc chắn sẽ thay đổi khi nhìn thấy thằng bé đó chỉ trong một phút. Em rất chắc chắn, ngay cả bây giờ họ vẫn giống nhau. Hành vi của họ sẽ không thay đổi. Chỉ hành động như thể anh ấy đã thay đổi thôi. Nhưng anh không hiểu, sao không ai nhìn thấy điều này, đặc biệt là với ba. Chay, em đang lo lắng cho anh. Em chắc chắn họ đã lên kế hoạch gì đó từ lúc đến đây. Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ Aditi. Trước khi hai người họ vào đây, trước khi hai người đó vào công ty và bắt đầu điều hành, chúng ta cần thận trọng với họ. Mahuri không thể trở thành giám đốc điều hành của công ty này được. Đừng lo lắng em gái, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi đang nói sự thật, tin tôi đi. Sao nó tự tin quá vậy? Nghĩ kỹ đi, anh có biết anh đang nói đến ai không? Đây là thông báo hợp pháp.
chống lại Aditi Jagannath. Không tệ đâu. Nó sẽ tạo nên một tin tức nóng hổi tuyệt vời. Và hôm nay nó sẽ được phát sóng trên TV. Và ngày mai nó sẽ xuất hiện trên tất cả các tạp chí và báo chí. Nó phải như vậy. Sau khi tin tức này được công bố, những người đó sẽ suy nghĩ hàng ngàn lần trước khi thực hiện bất cứ hành động nào. Chay, em có nói gì đi nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu. Một khi tôi trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Jagannath, mọi nhân viên sẽ biết điều này. Hiểu chứ? Chuyện gì vậy? Nụ cười của cô đã tắt sau khi nhìn thấy tôi sao? Dù sao tôi cũng chỉ để nhắc nhở cô thôi. Cô chưa trở thành giám đốc điều hành. Chúng tôi sẽ nói chuyện khi đến lúc đó. Lúc đó ai sẽ nói chuyện với hai người chứ? Hai người không có cơ hội để nói chuyện với tôi đâu. Phục vụ. Phục vụ sữa cho trẻ con đi. Thôi nè bà đi, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Jay, chúng ta không thể để cô ta thắng được. Chúng ta không thể để cô ta thắng bằng bất cứ giá nào. Làm gì đó đi anh. Cảm giác như mọi thứ đang diễn ra rất hoàn hảo. Cũng giống như cách chúng ta lên kế hoạch. Chúng ta biết rằng ba sẽ... Tên thằng bé là gì? Mana, Anna, sao cũng được. Sau khi nhìn thấy thằng bé, ba sẽ chấp nhận chúng ta. Nhưng em cũng không biết ba sẽ về hưu sớm như vậy. Mọi tài sản sẽ thuộc về anh và cả người vợ thứ hai của anh nữa, phải không? Kế hoạch đó là của em phải không? Tất nhiên rồi. Đủ rồi. Từ giờ hãy để mắt đến người vợ thứ hai của anh đó. Em cứ lo lắng về cô ta mãi. Không ai trong thành phố này sẽ giúp cô ta chống lại chúng ta. Và dù Sika có nói hay cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng không thể làm gì được. Tin anh đi. Anh nghĩ cô ta sẽ ngồi khóc trong một căn phòng hoặc một góc nào đó. Anh yêu Aditi. Em chỉ hy vọng đây không phải là sự bình yên trước sóng gió. Không sao đâu. Xin chào. Sao? Sika, mọi thủ tục pháp lý đã hoàn tất. Tôi sẽ tự mình đưa ra thông báo pháp lý đầu tiên chống lại Aditi Jagannath. Cảm ơn ông. Được rồi. Buổi tối vui vẻ. Chuyện này là sao vậy? Tôi sắp nghỉ hưu và có vẻ như tất cả mọi người đều hạnh phúc. Sao sếp nói như vậy? Sếp chính là một nguồn cảm hứng
chúng tôi có động lực làm gì khi nghe sếp nói. Cảm ơn sếp. Thưa sếp, chúng tôi sẽ rất nhớ sếp. Nhân tiện thưa sếp, tất cả chúng ta đều biết ai sẽ là giám đốc điều hành tiếp theo của tập đoàn Jagannath. Mahuri. Dạ ba. Jay. Như tất cả mọi người đã biết, đây là con gái tôi, Mahuri. Và đây là con trai tôi, Jay. Hai người này sẽ điều hành tập đoàn Jagannath sau khi tôi nghỉ hưu. Một trong hai người sẽ trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Jagannath. Và chúng ta sẽ biết người đó là ai sau cuộc họp hội đồng quản trị vào vài ngày tới. Vì vậy tôi mong mọi người đứng về phía hai người này giống như cách tất cả mọi người đã đứng về phía tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và cùng nhau tận hưởng bữa tiệc đi. Xin lỗi, anh muốn gặp ai? Aditi Jagannath, anh đã hẹn trước chưa? Không phải cuộc hẹn mà là thông báo của tòa án. Ông... Dạ, hãy nói cho tôi biết thông báo tòa án dành cho ông Jagannath. 2 phút thôi, anh chờ ở đây đi. Đối với tin tức tiếp theo, Rama Verma đã được tòa án tuyên ba rõ ràng. Trong cơn tức giận, cả nhóm đã bắt đầu. Nhóm của Rama vẫn tiếp tục. Họ vẫn đang tiếp diễn những cuộc chiến đó. Tin này vẫn chưa được công bố. 9 giờ tối. Xin lỗi thưa ông, luật sư tới. Đây là thông báo pháp lý dành cho ông Aditi. Xin mời mọi người thưởng thức bữa tiệc. Những người mà cô đang chiến đấu chống lại, họ là gia đình Jagannath giàu có và nổi tiếng. Những người này biết rất rõ cách vi phạm pháp luật. Cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến này. Mạng sống của cô cũng có thể gặp nguy hiểm.
Ba, Si Khang. Mẹ. Con gái. Đây là gì vậy Aditi? Shikaguta này là ai vậy? Shikaguta này là ai? Cô ấy nói rằng con đã cưới cô ấy với cái tên Summerver mà. Sống 2 năm với cô ấy. Và còn có một đứa con. Thằng bé tên là Mana và con bỏ đi cùng với thằng bé. Không chỉ vậy, cô ấy còn nói rằng con đã cố giết Shikaguta. Sao con im lặng vậy? Nói đi Aditi, thông báo này là gì? Con biết gì về chuyện này không? Đây là một lời nói dối. Chúng con không biết gì cả ba à. Con hoàn toàn tin tưởng Aditi. Anh ấy không bao giờ lừa dối con. Aditi, sao anh không nói gì vậy? Anh sẽ nói gì đây? Ba thậm chí không mất một giây để nghi ngờ anh nữa. Ba đã tin tưởng chỉ một mảnh giấy thôi sao? Shikaguta này cưới cô ấy và con cô ấy. Con hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Và chuyện này cũng có thể xảy ra ba à. Một số công ty đối thủ đã cố gắng làm hỏng tên tuổi của công ty chúng ta Aditi. Có rất nhiều cách để bôi nhọ trong kinh doanh. Nhưng tại sao họ lại lên kế hoạch này chứ? Làm sao tôi biết tại sao? Sự giàu có và đế chế này, ba đã gây dựng bằng sự chăm chỉ của ba. Và ba biết trò chơi mà. Nhưng chúng ta là những người giàu có, cũng có thể cô gái này làm tất cả những điều này chỉ vì tiền thôi. Chuyện này luôn xảy ra với người giàu có. Jay cũng rất giàu có. Nếu cô ấy làm việc này vì tiền thì tại sao cô ấy lại không gửi đến thông báo này cho Jay? Tại sao lại gửi đến cho anh? Và cũng có thể đó chuyện của hai người, chứ không phải công ty đối thủ nào cả. Hai người đã lên kế hoạch này. Cái gì? Từ khi biết ba cân nhắc May đi cho vị trí giám đốc điều hành, cả hai người đều không thể chấp nhận được điều này. Hôm trước Jay đã phản ứng thế nào? Anh ta thật sự ghen tị. Aditi nói đúng. Ba, hai người này không muốn con trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Jagannath. Và đó là lý do họ tạo ra màn kịch này. Đây cũng là kế hoạch của họ. Im miệng đi. Cô im đi và không được nói chuyện với tôi như vậy. Hai đứa im lặng đi. Mahuri, ba đã nỗ lực nhiều để tạo nên thương hiệu này hơn là xây dựng hai công ty này chỉ vì kiếm tiền. Chúng ta có thể lấy lại được số tiền đã mất, nhưng không bao giờ mất đi tên thương hiệu được. Các con hiểu không? Ba đã tin tưởng hai con. Ba đã chấp nhận hai con một lần nữa. Đừng phá vỡ lòng tin của ba. Nói ba biết sự thật đi. Ba, ba đã phạm sai lầm lớn khi chấp nhận họ một lần nữa. Ba nghĩ lại xem, 3 năm chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào về họ trong 3 năm. Cô ấy có thai khi nào? Khi nào sinh đứa bé này?
rồi một ngày họ bất ngờ đến đây cùng với đứa bé. Dạ, đúng như cách hai người đó mong muốn. Bà rất vui mừng khi nhìn thấy thằng bé, và kế hoạch của họ đã thành công. Aria đủ rồi. Aria nói đúng đó mẹ. Và cũng rất có thể họ đã mang đứa con này về làm cho ba vui lòng. Và có thể là đứa bé này, con tin tưởng người phụ nữ tên Sika đó hơn họ. Tôi không quan tâm đến việc em tin điều gì và không tin điều gì. Tôi chỉ quan tâm đến việc ba sẽ tin tưởng vào ai thôi. Nếu ba thật sự tin vào mảnh giấy này, vậy thì hãy cho con một phút. Con sẽ mang mảnh giấy này tới. Con sẽ chứng minh cho ba thấy.